Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Bộ truyện mà chương trình muốn gửi đến cho quý thính giả sau đây với nhan đề Thượng Ẩn phần 2. Mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe. Chương 33. Huấn luyện của doanh trại thật cực khổ. Đến sân huấn luyện, gương mặt âm trầm khủng bố kia lại xuất hiện. Chu Lăng Vân chắp tay sau lưng, tiến lên phía trước của đội ngũ. Ánh mắt tiêu điều sơ sát, nhìn những khuôn mặt đều mang vẻ khẩn trương phía dưới. Tôi đã cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, bây giờ cần tập luyện, làm nóng người một chút. Binh sĩ phía dưới đều mang một biểu tình khiếp sợ. Một ngày nghỉ ngơi từ chỗ nào đào ra vậy? Rất nhiều người trong số chúng tôi, một giờ nghỉ sức cũng chẳng có. Tối qua bị ép túc trực, vừa sáng ra đã phải quét dọn. Trong bụng chưa có lấy một hạt cơm nào, đã bị bắt đến đây để tập hợp khẩn cấp. Thế mà ông có thể nói với chúng tôi là đã cho nghỉ một ngày. Chu Lăng Vân không nhanh cũng không chậm và giải đáp thắc mắc cho mọi người. Tôi chiều qua đã đến đây, nhưng bây giờ mới tập hợp các cậu. Vậy chẳng phải là đã cho thời gian cho các cậu nghỉ ngơi rồi sao? Chẳng lẽ trong đầu các cậu lại nghĩ rằng đi vệ sinh cũng là huấn luyện? Dọn dẹp vệ sinh cũng là huấn luyện? Tôi ở trong quân đội nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi biết đến chương trình huấn luyện đơn giản như thế. Đừng nói là binh sĩ, kể cả mấy sĩ quan nghe thấy những lời này cũng bày ra một biểu tình rối rắm. Chu Lăng Vân không nhìn mọi người bất mãn, bình tĩnh và nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra sơ những kỹ năng của các cậu, cũng là nhân cơ hội này để tôi hiểu rõ các cậu hơn. Ngay sau đó, mấy ngàn binh sĩ buồn ngủ cùng mấy chục sĩ quan mệt mỏi khẩn trương bắt đầu cuộc huấn luyện. Phi công đưa máy bay lên, tiếp tục việc tập luyện. Quan quân và chỉ huy viên ở phòng quan sát nhìn chằm chằm vào những hành động của phi công đang thực hiện. Chỉ cần sai một động tác là bắt phải làm lại từ đầu. Chu Lăng Vân nằm ngủ trên sofa, ngáy như sấm. Vài sĩ quan chụm đầu vào nói chuyện, lời nói và hành động chỉ rõ rõ đều thể hiện bọn họ cực kỳ bất mãn với vị sư trưởng mới này. Mặt của bà Lạc Nhân cũng không thay đổi, nhìn chằm chằm vào màn hình, bởi vì cậu cảm nhận được vị sư trưởng này có năng lực rất kỳ dị. Có một con mắt đầy u ám phía sau lưng, dù cặp mắt phía trước có nhắm chặt thì vẫn có thể quan sát nhất cử nhất động của người kia. Nửa giờ trôi qua, các sĩ quan đã không mở ra nổi, hết người này đến người khác ngáp ngắn và ngáp dài. Chu Lăng Vân đột nhiên hắng giọng, bọn họ liền dựng lưng thẳng lên, sắp lại tinh thần làm việc. Kết quả là Chu Lăng Vân chỉ trở mình, lưng hướng về bọn họ rồi ngủ tiếp. Bạch Lạc Nhân bị nhốt trong này cực kỳ khốn đốn, cậu cả đêm qua chưa hề chợp mắt, hơn nữa bọn kia chỉ bị đau lưng. Còn cậu bị đau cả trước lẫn sau, thật sự rất khó chịu. Ngay lúc này, Bạch Lạc Nhân không dám nhớ tới Cố Hải. Sợ chỉ cần nghĩ tới một lần, tinh thần lập tức trở nên thoải mái hơn, sau đó lập tức ngủ xuống ngon lành. Một chỉ huy dường như rất mệt mỏi, liền trượt dài từ trên ghế xuống, phát ra một tiếng động lớn. Chu Lăng Vân bừng tỉnh, dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân của chỉ huy. Cậu ta kêu oai oái, toàn thân ướt đẫm. Ngay cả máy móc cũng vừa bị nước vào mà ngừng hoạt động. Sĩ quan Đại Trương đang chuẩn bị ngáp, nhìn thấy cảnh tượng này, miệng không thể khép lại nổi. Người kia là chỉ huy, quân hàm trung úy, tuổi không quá 20, là chiến sĩ ưu tú đang được chú ý đào tạo, vẫn đang là tân binh, cũng không ít khi bị phạt. Có phạt cũng chưa bao giờ bị phạt trước mặt mọi người. Thật mất mặt, Chu Lăng Vân nói ra ba chữ này. Cậu trung úy kia rùng mình, mấy sĩ quan bên cạnh đang định đưa áo bông cho cậu ta liền bị ánh mắt giết người của Chu Lăng Vân quét qua. Trong vòng một tiếng đồng hồ, đem máy móc bị hỏng ra sửa cho tốt. Làm không tốt thì cứ cách một giờ tôi lại tạt nước cậu một lần, đến khi nào sửa tốt mới thôi. Bất luận có ai phụ giúp đều phải chịu hình phạt này. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên buốt lạnh, Chu Lăng Vân đi đến trước mặt một sĩ quan, trầm giọng và nói, phát video giám sát cho tôi. Vị sĩ quan này đắc ý đem thành quả huấn luyện của mình và phát cho Chu Lăng Vân xem. Không ngờ, Chu Lăng Vân chỉ trong chốc lát không bình tĩnh và nói, cậu đang phát cái gì cho tôi đây? Chu Lăng Vân càng nói càng nổi giận. Một đám phế vật, chỉ có từng động tác như thế này cũng làm không xong. Mấy sĩ quan bên cạnh không dám hé răng nửa lời, bọn họ thấy rằng rõ ràng tập luyện rất tốt mà. Các cậu còn mặt mũi mà ngồi đây sao? Đi xuống luyện tập cho tôi. Tập không được, ngồi trên máy bay hẳn đi, đừng có đi xuống nữa. Bạch Lạc Nhân toan đứng dậy, bị Chu Lăng Vân ấn vai ngồi xuống. Còn cậu thì cứ ngồi đó cho tôi.
Bạch Lệ Nhân bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ trong lúc Chu Lân Vân ngủ, thấy được có mình cậu làm tốt nên tha cho cậu. Sau đó suy nghĩ lại, Chu Lân Vân không phải là loại người như thế, ý nghĩ lại quen kia cũng biến mất. Đưa báo cáo về thực hiện chuyến bay thường lệ của cậu qua đây. Bạch Lệ Nhân mở máy tính lên, đem các bản ghi chi tiết của từng người cho Chu Lân Vân xem. Quả nhiên, Chu Lân Vân không phải là đèn cạn dầu. Dù nhiều lần được lãnh đạo khích lệ khen thưởng nhưng trong mắt ông ta không coi trọng những điều đó. Chỉ vì lý do thời tiết mà không ghi lại báo cáo tập luyện sao? Chu Lân Vân hừ lạnh một tiếng. Bạch Lệ Nhân cố gắng lý giải. Huấn luyện lấy an toàn là điều kiện tiên quyết, không cam đoan giữ an toàn cho bọn họ, sao lại bắt họ làm được? Ý cười trên mặt Chu Lân Vân lại thêm sâu, nhưng lại vô cùng ớn lạnh. Huấn luyện chính là một quá trình không màng sống chết. Nếu cậu trong lúc tập luyện mà hy sinh, thì là do cậu quá yếu nên bị loại. Chu Lân Vân bước lên trước một bước, ánh mắt mang khí thế bức người. Nếu quân địch lợi dụng ban đêm mà tấn công, mưa gió bão bùng mà tấn công căn cứ, cậu chẳng lẽ không nghĩ tới việc cử người đi phản công sao? Dù cho có phát sinh ra loại tình huống này, cũng đã có hệ thống phòng ngự mặt đất phát huy tác dụng, không nhất thiết là phải mạo hiểm tác chiến trên không. Bạch Lạc Nhân trả lời cực kỳ lưu loát. Chu Lân Vân lại lộ ánh mắt khinh thường. Nếu địch mạnh ta yếu thì cậu tính như thế nào? Bạch Lạc Nhân câm nín không nói được lời nào. Chu Lân Vân vẫn cười và vỗ vai Bạch Lạc Nhân. Bộ đội phòng không không quân nòng cốt sao? Tôi thấy các cậu chẳng qua chỉ là đám ăn không ngồi rồi. Nói xong, phủi áo và bỏ đi. Mọi mệt mỏi của Bạch Lạc Nhân nhanh chóng bị phẫn uất trong lòng đánh tan. Ở trong quân đội nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta làm cho xấu hổ cực độ. Bên cạnh, chỉ huy tay vẫn còn run rẩy sửa chữa máy móc, đã kích mà cậu nhận được còn nhiều hơn cả Bạch Lạc Nhân. Mệt mỏi, ngây ngốc, khẩn trương cùng bất bình. Thân thể không tốt lại còn tinh thần tệ hại. Người kia thật sự không thể nào tâm tĩnh mà sửa chữa được. Nhận ra thời gian sắp hết, cậu trung úy thường hay kiêu ngạo này không cầm được mà rơi nước mắt. Cậu ta cũng là do Bạch Lạc Nhân huấn luyện qua. Thấy Bạch Lạc Nhân thường ngày nghiêm khắc huấn luyện binh sĩ, nhưng một khi có chuyện gì, cậu đều cố gắng che giấu giúp bọn họ, nếu không được liền tự mình nhận trách nhiệm. Cậu tránh ra, để tôi làm cho. Bạch Lạc Nhân ngồi xổm xuống. Cậu trung úy liền mạnh đẩy Bạch Lạc Nhân ra. Không cần, em phạm lỗi thì phải tự mình em chịu. Cho dù cậu có bị ông ta tạt nước bao nhiêu lần, cậu cũng không làm tốt được đâu. Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem trung úy kia đẩy mạnh sang một bên, tự chui vào bên trong mà sửa chữa đống máy móc này. Không lâu sau, máy móc cũng đã sửa xong, Chu Lân Vân vẫn chưa tới. Biểu tình của trung úy lúc này là khâm phục và ngưỡng mộ nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thản nhiên nói, cậu có thể đi được rồi. Em phải đi báo cáo với sư trưởng. Tôi báo cáo giúp cậu, Bạch Lạc Nhân nói. Trung úy lộ vẻ khẩn trương. Như vậy sao mà được? Lỡ như sư trưởng khiển trách, nói em làm việc không chăm chỉ thì sao? Bạch Lạc Nhân lạnh mặt mà nói, tôi nói cho cậu là giúp cậu giải quyết vấn đề này cho sư trưởng. Cậu mà còn cãi lại là tôi lập tức để cậu tự chịu phạt. Mau đi thay quần áo đi, coi chừng bị cảm. Trung úy mắt ứa lệ, kính một lễ với Bạch Lạc Nhân, sau đó xoay người và rời đi. Không lâu sau, Chu Lân Vân lại trở lại. Toàn bộ phòng theo dõi chỉ còn mỗi Bạch Lạc Nhân. Chu Lân Vân thấy chỉ huy kia không có mặt, trầm giọng và nói, người đâu? Bạch Lạc Nhân thản nhiên trả lời, cậu ta sửa máy móc xong, tôi liền cho về. Tôi cho phép cậu ra lệnh thay tôi sao? Chu Lân Vân sắc mặt càng âm trầm. Giọng nói Bạch Lạc Nhân như trước cũng không thay đổi. Tôi không phải thay ngài ra lệnh mà là tự mình ra lệnh. Chu Lân Vân tiến tới chỗ máy móc kiểm tra tỉ mỉ, một chút trục trặc cũng không còn nữa. Đây có phải thật sự là do cậu ta sửa? Chu Lân Vân hỏi. Bạch Lạc Nhân không nói lời nào. Nước đổ lên là nước đá, không thể nào trong thời gian ngắn mà sửa chữa xong mớ máy móc này. Khẩu khí của Chu Lân Vân chắc chắn giống như là đang dạy bảo Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lại khẽ nói, vì sao? Cậu biết rồi mà còn hỏi. Chu Lân Vân hừ lạnh một tiếng. Nếu ở điều kiện bình thường, cậu ta chắc chắn có khả năng sửa tốt mấy thứ này. Nhưng qua tình huống vừa rồi, cho dù có muốn đi nữa thì cậu ta khẳng định cũng sẽ không làm được. Đây là binh sĩ do cậu huấn luyện, cậu hãy xem đi, không hề bám sát được thực tiễn. Nếu ngài biết cậu ta không làm được, cớ gì lại cứ đưa ra điều kiện hà khắc như thế? Chu Lân Vân đi đến trước mặt Bạch Lạc Nhân,
ánh mắt sắc lạnh sắc bén nhìn con người của cậu. Tôi cố ý chỉnh đốn cậu. Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng đã hiểu ra vì sao Chu Lăng Vân đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, duy nhất chỉ giữ lại mỗi mình cậu. Vậy ngài cứ dội nước lạnh vào tôi đi. Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nhận trách nhiệm. Chu Lăng Vân hừ lạnh một tiếng. Trừng phạt chỉ huy của một tiểu đoàn, sao lại có thể dùng hình phạt này cho trung đội trưởng chứ? Bạch Lạc Nhân hai tay nắm chặt, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn Chu Lăng Vân đầy chăm chú. Không ngờ Chu Lăng Vân chỉ cười nhẹ, sau đó thần không hay quỷ không biết nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi áo của Bạch Lạc Nhân ra ngoài, giơ tay lên cao, nhanh chóng ném điện thoại xuống đất và không thương tiếc. Bạch Lạc Nhân nhìn màn hình điện thoại vỡ tan tành, cảnh tượng phi thường kinh khủng, tâm không tỉnh, khó hoàn thành công việc. Sau đó đem di động đã hỏng đặt vào lòng bàn tay của Bạch Lạc Nhân, nghênh ngang mà bỏ đi. Bạch Lạc Nhân giữ chặt điện thoại trong tay, lòng càng ngày càng lạnh giá. Quý thính giả vừa lắng nghe tập truyện Thượng Ẩn phần 2. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tác giả nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập truyện sắp tới.